Kích hoạt cơ chế xác thực trên tổng đài SIP server. Trên các IP phone sử dụng giao thức SIP, chúng ta cần phải khai báo cái thông tin username và password để phục vụ cho cái quá trình register từ các IP phone này gửi tới tổng đài. Và đứng ở góc độ tổng đài SIP server thì lúc này chúng ta cần phải kích hoạt cái cơ chế xác thực thông qua hai cái câu lệnh là authentication register và authentication rim. Sau đó chúng ta sẽ khai báo cái tên để định danh cho tổng đài SIP server cũng như là cái tên miền này mà thiết bị thuộc về cái thông tin rim này sẽ được sử dụng trong suốt quá trình xác thực các iPhone. Sau khi chúng ta định nghĩa xong một cái số extension, chúng ta sẽ nhúng cái số extension này cho một cái tài khoản username và password. Bên cạnh đó thì trong cái cấu hình voice register pool chúng ta cần phải khai báo thêm cái địa chỉ MAC của iPhone. Mặc dù cái thông tin địa chỉ MAC của iPhone chúng ta không cần phải khai báo cái giá trị chính xác, tuy nhiên để thuận tiện cho quá trình quản lý cũng như khắc phục sự cố thì lúc này chúng ta nên khai báo chính xác cái địa chỉ MAC tương ứng với các iPhone đầu cuối. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ định nghĩa ra cái vị trí để lưu trữ những cái file cấu hình thông qua cái câu lệnh là TSTP path trong cái chế độ cấu hình của Void Register Global. Thì cái file cấu hình của thiết bị có thể được lưu trong bộ nhớ flash hoặc cũng có thể được lưu ra ngoài một TSTP server mở rộng. Và thao tác cuối cùng mà chúng ta cần phải thực hiện đó chính là câu lệnh risk Profile. Lúc này tổng đài nó sẽ căn cứ vào những cái thông tin cấu hình ở phía trên để tạo ra những cái file cấu hình và lưu vào bộ nhớ flash của thiết bị. Nếu chúng ta không bật cái cơ chế xác thực trên tổng đài SIP server thì lúc này các SIP phone chỉ cần xác thực dựa vào duy nhất một cái thông tin là cái số extension mà nó được cấp là gì. Và mọi người có thể thấy là trong suốt quá trình cấu hình voice register pool chúng ta cũng không cần phải tạo cái tài khoản username và password nữa. Nếu chúng ta tắt cái cơ chế xác thực trên tổng đài SIP server thì bất kỳ cái IP phone nào mà biết được cái số extension đều có thể register tới cái hệ thống tổng đài này, điều đó sẽ gây ra một số những cái nguy cơ và bảo mật không cần thiết. Do vậy thì theo quý nghị thì chúng ta nên bật cái cơ chế xác thực này cũng như là khai báo những cái tài khoản xác thực trong suốt quá trình khởi tạo cái void register pool.